Chào cả nhà đã đến với kênh YouTube TV 886 của mình. Hiện tại mình đang ở một ngôi nhà cổ mà nói nổi tiếng nhất Cần Thơ luôn, gọi là nhà cổ Bình Thủy. Thì ngôi nhà này theo mình tìm hiểu là một trong những ngôi nhà đẹp nhất nơi đây và tồn tại khoảng hơn 150 năm rồi. Theo thông tin được biết là ngôi nhà này xây khoảng năm 1870. Và đây là cái cổng ngôi nhà được xây dựng, một ngôi nhà cổ này phải nói xây dựng theo một cái kết cấu không có giống ngôi nhà cổ nào luôn, gọi là ngôi nhà cổ năm gian và cái kiến trúc rất là lạ. Cũng lần đầu tiên mình xuống đây luôn á, nên là mình chỉ quay cảnh một xíu và tìm hiểu sơ qua, nhìn rất là đẹp á. Khi vào thì thấy có một cái bốn cái cột và một cái mái, ở trên có cái bảng là phủ thờ họ Đường, họ Dương chứ, phủ thờ họ Dương. Phía bên tay phải nhìn vào thì là ngôi nhà, ở bên đây cũng có một ngôi nhà cổ cũng khá là đẹp, ở dưới giờ hậu viên đó. Ở trên là có một cái tầng lầu nữa nha, xa xa thì có cái tầng lầu nữa. Thì sẵn dịp xuống đây thì quay luôn toàn cảnh. Mình đi cũng khá nhiều nơi rồi, mỗi ngôi nhà mỗi khác, thì đây là một trong những ngôi nhà mình thấy đúng là khá là đẹp luôn và từng xuất hiện trên rất là nhiều bộ phim như là Người Đẹp Tây Đô, rồi Những Nẻo Đường Phù Sa hoặc là Nợ Đời. Phía trước nhà thì có trồng cây cảnh rồi cũng rất là đẹp. Thì do ngôi nhà này vừa cái cấu trúc rất là đẹp và những cái tiểu cảnh trồng hoa cỏ nơi đây nhìn khá là tươi, nên là thu hút rất nhiều khách du lịch tới đây. Nãy giờ mình mới tới cũng thấy một nhóm du khách tới cũng khá là đông. Trước mặt ngôi nhà thì mình thấy có một cái hòn non bộ được xây một hòn núi nằm trắng luôn chính giữa ngôi nhà. Mình nghĩ chắc là theo cái phong thủy gì đó từ thời trước, cũng có thể là sau này thì không được mình không biết, nhưng mà mình chỉ có thấy là ngôi nhà chụp lên là một phiên bản ngôi nhà thôi, còn ngọn núi này thì không biết lâu hay chưa nha, cái đó mình không dám xác định, tại cái nào biết thì mình nói. Cũng là một nơi tham quan khá là thú vị nha. Trên hòn non bộ thì người ta có để những tiêu cảnh khá là nhiều, núi non, rồi những cái mái nhà sàn của người dân tộc. Khi mình bước vào nhà, đúng thật là một cái khung cảnh diễn ra phải nói là khá là đẹp, tượng trưng cho một bậc quyền quý, quý tộc ngày xưa luôn. Rất nhiều vật dụng trong đây, phải nói là cái thời điểm đó là phải những người rất là giàu có mới sở hữu được những cái món đồ như thế này. Trải qua hơn 150 năm nhưng mà những cái hình vẽ phía trên gần như còn nguyên vẹn hết. Nơi đây có lẽ là mình nghĩ là hình của ông bà là chủ nhà ngày xưa nơi đây. Một bức tranh thêu bằng nhung hay gì đó, thêu bằng nhung. Nơi đây là một trong những cảnh quay của phim cái gì Người Tình, mà cái nhân vật này mọi người có thể thấy đó, từng đóng nơi đây, trong phim, bộ phim Hồng Kông rồi. Thằng Bài là cái người này cũng có đóng luôn nha. Thì trên đây có ghi là nhà thờ họ Dương. Ngôi nhà này được họ Dương xây dựng vào
đầu tiên ở cuối thế kỷ 19 được xây dựng từ những năm đầu thế kỷ 20. Ông chủ là ông Dương Chấn Kỷ. Không biết là có liên quan cái bộ phim Người Tình là cái người con hơn là cái người này chứ một cô gái mà mình nghe một câu chuyện tình hay không. Nhà này gồm nhâm gian, gồm để đón tiếp các nghi lễ quan trọng ở theo phong cách Tây Âu. Chú ơi, cho cháu hỏi chú là cái người quản lý khu nhà hiện tại của mình chứ? Là mình là đời con đời cháu sau này? Đời thứ bảy. Đời thứ bảy rồi. Cho được biết là ngôi nhà này xây từ năm 1870, về đầu thế kỷ 20, cuối thế kỷ 19. Cái thời đó là cái cháu được biết cái ông cụ ngày xưa gọi là họ Dương. Hình như là ổng là những người Hoa đúng không chú? Người từ ngoài Bắc luôn. Người Bắc luôn. Cái thời trước không biết là cái ông cụ xa xưa của mình làm gì mà không biết cái chức quyền hoặc là cái địa vị ngày xưa mà ông xây một ngôi nhà và nói nhìn vô là nhà này cắt nhiều lần, rất nhiều lần. Tự làm có tiền mới cắt lên. Là tầm bao nhiêu năm là cái ngôi trên nhà? 10 năm. Trên 10 năm. Cảm ơn chú nhiều nha. Thì do là cái bộ phim mà cái bối cảnh đó khi mình đọc trên thông tin đó là bộ phim Người Tình đó là nói về một nhân vật ở nhà ở dưới nhà ở Đồng Tháp, còn đây đây là cái bối cảnh thôi để mà quay phim thôi. Thì khi mình đi tìm thông tin đó đa phần là trên báo chí này nọ thì có ghi, nhưng mà nếu mà muốn chính xác nhất là phải tìm con cháu của trong gia đình thì đó là một cái thông tin phải nói là nó rất chính xác và hữu ích hơn so với trên mạng người ta đăng. Trên đây thì có thấy hình của cái ông cụ ngày xưa tên là Dương Chấn Kỷ Long Tuyền. Nguyên cái hàng cửa rất đẹp, ở trên là có gắn rất nhiều chiếc dĩa cổ. Đây là những cái lát gạch hoa xưa nè mà còn sót lại luôn. Cũng ít khi lắm, cũng hiếm khi mình thấy cái loại bông như thế này, thì không biết là cái nền này có từ cái dạo đó luôn không hay là những năm sau sửa chữa rồi. Không biết có trùng tu không thì mình cũng chưa tìm hiểu kỹ lắm. Trước khi mình cứ mang máng là nhớ cái nhà cổ Hình Thủy Lê với câu Bình Thủy là hai cái nhà khác nhau mà mình cứ nghĩ là một không à. Quy một dàn gỗ nó rất là cũng hơn 150 năm mà nó còn nguyên vẹn như thế này luôn. Còn những cái màu trần này. Phải nói khá là khủng. Đây có lẽ là những cái bộ bàn ghế từ xưa tới bây giờ, kiểu cách khá là đẹp. Cái này gọi là bộ salon, cẩn nạm xà cừ, những hình hoa cúc rất là sắc sảo. Những đèn ca một cách màu nhất nguyên hậu. Cái bàn thì là bằng đá cẩm thạch luôn. Trời, cái này là cái nơi giữa tay giữa mặt ngày xưa này. Cái lần đầu tiên mình thấy luôn nha, xung quanh bằng gỗ, cái này là bằng sứ, giữa tay xà bông, đây chắc là bằng đồng nè, cái bảng này là bằng đá. Cái
Bây giờ hiện tại là 10 giờ, 12 giờ kém, gần 12 giờ kém 10 rồi. Chú ơi, chú cho cháu hỏi là ngôi nhà này là mình có từng sửa chữa hay gì chú, hay là nó từ nguyên bản tới giờ luôn? Dạ. Vì mà hơn 150 năm mà những cái màu sắc trên đây mà còn tươi tốt chưa, còn nguyên quản luôn. Mình có một khách hàng. Dạ. Có mình một khách à? Em đi với bạn. À, em cho tiền tiền anh nguyên. Còn đây là những bao lam điêu khắc rất là tinh tế. Vô gia nhà thấy có nơi thờ, hai bên là buồng, có cửa lối vô phía sau nữa. Ngôi nhà khá rộng. Đây là một số đồ gốm sứ lưu lại, không biết là của những bậc người xưa người ta xài để lại luôn, làm kỷ niệm luôn sao. Còn đây là những cái bảo lam nè, được điêu khắc và nó rất là tinh tế luôn. Từng nét gần như là nó cứ đào ra cái đó luôn, luồn bên trong người ta luôn. Thì cũng xin nói thêm luôn khi dạ cảm ơn. Khi vào đây tham quan thì cũng có, ở đây mình không có phòng vé riêng hả chú à? À, cái đây là phòng vé luôn ha. Dạ. Thì khi vào tham quan thì mỗi người là người bình thường vô là mấy chục hả chú à? Tầm 20 tới 50 gì đó. Vậy thì mình mua vé hai người vô thì 50. Thì sẵn tiện khi mà một chuyến hành trình xuống miền Tây của mình luôn, gặp gì quay đó thì mình quay tất cả những cái mà mình chưa từng gặp để lưu lại trên kênh của mình. Phải nói đây là một ngôi nhà cũng đáng bỏ đồng tiền ra để đi vào để tham quan, tại vì có những cái là mình chưa bao giờ thấy luôn đó nha. Hai người nắm vô bao nhiêu? 100. Ủa, bình thường nhưng mà mình vô 100 như thì thôi, có gì đâu mà. À, cái con lam này còn em thấy là chim muông à. Cầm mượn là rất là nhiều hoa đẹp luôn. Những hoa tiết ở trên này rất là đẹp luôn. Rất là sắc nét hả? Đúng rồi. À, hai bên là hai con phụng. Hai con phụng. Đây là những con gà. Hoa cúc rồi là... Quay lên camera thì chắc hẳn là khó thể nào thấy, thấy bằng mắt thường mới đã cả nha. Nhìn bằng mắt thường mới mình cảm nhận được những cái nghệ nhân ngày xưa người ta điêu khắc. Phải nói là rất là tinh tế luôn. Từng chút một, cái cánh, cành bông, con chim đồ này đó, nhìn nó rất là sắc. Và khi bước vào cái bảo lam một xíu, mình thấy nơi đây là có trang trí những cái lồng đèn ở một cái tủ rất là to lớn luôn.
cái bình bông như bằng đồng để trên một chiếc ghế, chủ nhà người ta sợ lấy mà xích luôn á nha, hay xích vô luôn. Rất nhiều cái đồ xưa còn để lại. Đây là những câu chữ trên cái cây chùa này. Chỉ hơn 150 năm mà con cháu mà còn giữ được như thế này, và nó cũng là một cái kỳ tích đó. Gần như còn nguyên vẹn tất cả luôn. Vì là những cái vật dụng cũng khá là lâu đời. Cái này là giống cái dự án là chiếc cân, cái tivi. Đây có một cái radio cũng khá là cũ. Ở đây là bức tranh mai mà được cái này giống như là bằng đá hay bằng gì, người ta đi người ta khảm vô bức tranh luôn, đá hay là cái gì cái nha, đèo vây sơn mà bằng đá, đá hay bằng cái gì. Giờ mình sẽ quay một số cảnh ở đây thôi, tại gần nói mình nói khá là nhỏ, thì cũng do trong nhà người ta nó có người ở nữa, rồi có du khách nữa ta đi khám phá đồ, nên là mình nói cũng hạn chế hơn. Ở trên cái nơi thờ cúng, cái trang trên là sơn bằng gọi là sơn son thiếp vàng, khá là nổi, một gian nhà khá rộng lớn, và đặc biệt những cái trụ cột ở đây còn gần như nguyên vẹn luôn. Sau nơi thờ cúng thì có một cái lối vào gian phòng, nghĩa là gian phòng cũ của những người trước từng sống nơi đây. Đây cũng là một gian buồng luôn, đây cũng là một gian buồng luôn, mà hai bên là có cửa tủ. Hai bên đây mình thấy lạ hơn là có cửa tủ nè. Ở phía trong cái màn là cái vào buồng, còn hai bên là cửa tủ, chắc là đựng quần áo gì đó, cũng khá là tiện. Bức tranh hạt. Nãy giờ mình cũng đã quay sơ sơ qua cái khung nhà gọi là Bình Thủy ở Cần Thơ. Giờ là ra hẳn phía sau luôn rồi. Đây là phía sau của ngôi nhà. Ở phía bên đây giống như là có một cái gian nhà cổ nữa, mà khi mình ở ngoài vào thì thấy có một cái lầu, cái lầu lên ở cái đó không biết là cái gì không ấy. Một 150 năm nhưng căn phòng này không biết có được làm lại không, nhưng mà mình thấy rất là mới nha. Còn phía trước thì là cũ rồi, có cái phần gỗ ở đây nè, nó khác hơn so với phần gỗ trong đây. Điêu khắc đồ rất là tỉ mỉ. Kêu là chưa có trùng tu. Nhưng mà cái này chắc đóng mới nè. Nhưng mà em nghĩ là cái đó là một cái gian thêm, là sau này làm thêm. Chứ cái cũ anh thấy nè. Cái cũ là nó hai màu nó khác nhau luôn mà. Đúng rồi.
Mình quan sát trên trần nhà mình thấy phía trên nó những có cái những bức tranh như bằng đá hay bằng gì đó, khá là đẹp, cũng ít có nhà nào có như gì. Và phía bên kia có những bức tranh đá nữa kìa, đá hay là ổ bức tranh sứ, giống như bức tranh sứ kìa, hình như là gốm sứ hay sao á, gốm sứ mới giữ được cái màu sắc lâu vậy thôi. Ở trên phía như cái cột nhà chính thì gọi là cái đòn dông, thì có một cái bát quái, hình bát quái. Để dép đâu mà quên mất tiêu luôn. Thì đây giờ mình cũng đã quay xong về cái nhà cổ Bình Thủy. Có một sự nhầm lẫn thì mình biết nói hiểu sai về nhà cổ ở dưới Đồng Tháp không? Thì video của mình cũng xin kết thúc tại đây luôn. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Khi ra đây mình thích ngồi phía ngay cái chỗ hồ đá này. Nếu mà đây mà sáng trăng đó, có thể ngồi đây có thể ngắm được cái ngôi nhà vào lúc trời sáng trăng thì phải nói là khá là thú vị. Cũng đã từng đọc coi trên Facebook, đọc nhiều trang báo lắm, nhưng hôm nay mới được ngồi đây để mà nhìn thấy trước mặt mình là một cái ngôi nhà cổ hơn 150 năm, khá nổi tiếng tại Cần Thơ. Và phía xa xa kia mọi người thấy là có một cái mái nhà nữa kìa, giống như nhà cổ vậy đó, nhưng mà không biết bên đó người ta có cho tham quan hay không nữa.